Nội thất Viva, tốt gỗ, tốt cả nước sơn. Tủ giày dép thông minh gỗ sồi. Đánh giá chi tiết ưu điểm tủ giày dép thông minh. Thiết kế chắc chắn, sức chứa giày dép gấp 2 hoặc gấp 3 lần so với mẫu tủ truyền thống. Kết hợp hoàn hảo giữa phong cách tối giản với sự tiện lợi. Mẫu tủ giày là giải pháp đột phá cho không gian chật hẹp. Chất liệu gỗ sồi cứng cáp, độ ổn định cao. Thiết kế hướng đến không gian ngôi nhà thân thiện. 6 ngăn có cánh bảo quản đồ đạc giày dép không bị ẩm mốc, hư hỏng, chuột phá. Không gian lưu trữ giày dép lớn. Sử dụng cánh lật, tay nắm âm thẩm mỹ rất gọn gàng, đẹp mắt. Kết hợp cùng hệ dây xoay đạt tiêu chuẩn giúp thao tác êm ái, thuận tiện hơn. Thiết kế chân thoáng giúp dễ dàng vệ sinh, di chuyển và tận dụng để dép đi trong nhà. Tạo điểm nhấn giúp không gian tiện nghi, đẹp thu hút được sự chú ý khi bạn bè, khách mời đến thăm nhà. Nếu bạn đang có nhu cầu mua sản phẩm hãy liên hệ Nội thất Viva qua hotline 0977118799 và 0933118799. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu thích video hãy like, share và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video của chúng tôi. Nội thất Viva, tốt gỗ, tốt cả nước sơn. Studio 1, 160C, đường Trường Chinh, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Studio 2, 606 Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hương Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Hotline 0977118799, 0933118799. Sự hài lòng của quý khách là niềm hạnh phúc của chúng tôi.